Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời em nhìn nó trời cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Mà anh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu tao nghe mày nói, nghe Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày nói sau là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào em, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên là Nguyễn Tân Phi Nhật, 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là shipper cho vợ. Như vậy đây là bà chủ bán hàng. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào khán giả. Em tên là Trần Mộng Thu, năm nay em 31 tuổi. Công việc chính của em là buôn bán quán cơm nhỏ và có một tiệm ăn vặt kết hợp với bán online trên mạng. Bài nó nghe nè, có được trả lương không? À, ngày nào vui thì vợ trả lương, còn nào không vui thôi ăn cơm 3 bữa rồi xong. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Em sinh viên năm cuối, còn ảnh lúc đó đang học sinh viên năm 2. Thì tụi em đi làm thêm ở một cái nhà hàng ở quận Tân Bình á. Anh chàng không biết sao mà lại kết em từ lúc đó. Trong một dàn chân dài em đi qua đi lại thì thấy vợ em là người đặc biệt. Đầu thì em thấy anh cứ theo em thôi. Tại anh nhỏ tuổi anh em mà lại cấp dưới em nữa. Với lại như BD. Hồi đó ảnh trắng, môi đỏ. Xong rồi tóc thì dài ngang vai. Mà chỉ biết cái mốt ngày xưa mà năm 2012 mặc cái quần mà sệ sệ đít á. Anh mặc có nửa cái đít nào. Trời em nhìn nó trời cái thằng này xong mà nó gớm quá. Mà cứ đi theo em suốt thôi. Theo em chắc cũng phải cả năm á. Lúc đó là cái gu của em là gu lớn tuổi cơ. Còn mấy cái gu này gu nhóc nhóc là em không để ý. Và tại sao em lại đổ? Em tốt nghiệp xong em làm ở đây em thấy là không ổn rồi. Em quyết định về quê. Em đuổi em bỏ đi rồi thì là vác ba lô về với nhà em ăn dầm ở về luôn. Vậy đó hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai. Quen bà xã là nhà em bị sự cố cho nên là chuyển về Bình Thuận. Và khi mà vợ về quê là đu theo, đi theo luôn. Đu theo luôn. Đến lúc em về nhà sao em mở cửa ra em thấy ơ cái thằng điên này sao tự nhiên đứng trước nhà mình. Là anh ta là vác ba lô rồi cứ đầy đủ sẵn sàng chỉ đợi em mở cửa là lao vô thôi. Ủa nhưng mà cha mẹ hay sao? Bác ba mẹ em hỏi cái thằng này thằng nào. Nhưng mà anh chàng rất lì. Không chịu đi. Không chịu đi. Rồi tối ngủ làm sao? Ngủ dưới bếp. Mà nhà vẫn cho ở hay hả? Chắc là ba mẹ em cũng thấy tội nghiệp. Em dùng cái gì để gọi là em chinh phục hai bác ở nhà vậy? Thì lúc đầu nhà bà xã em ở trong cao su mà thì có đất rẫy đó. Thì bố vợ đi làm cái gì thì mình làm cái đó. Đi theo ông mà cuốc đất thì lè lưỡi luôn đấy. Mà không dám rên. Không dám rên. Rên thì sợ đuổi về Sài Gòn lại sao? Không dám rên. Nói là dạ, căng phải căng lên nói sao được không con? Dạ được. Được chú ơi. Chú tới đâu con theo tới đó. Trong bụng thôi. Chắc phải về. Chắc chết. Chị không nổi. Thì mẹ vợ lúc đó cũng bấn cơm. Khách khứa thì bê dĩa thế nọ rồi rửa chén rửa bát rồi nói chung là làm. Chén rửa bát. Làm nói chung là làm khi nào mà chịu thì thôi. Xác định rõ ràng. Xác định rõ ràng luôn. Chịu thì thôi. Thì là cực kỳ ly. Thì lúc đó là em quyết định xin phép ba mẹ là cho tụi em ra thị trấn. Hai đứa quyết định ra thị trấn rồi bắt đầu lập nghiệp ngoài thị trấn luôn. Hai đứa sống chung với nhau. Dạ. Ở trong nhà là đã có tỏ tình với nhau chưa? Từ xưa nhờ ảnh không giờ tỏ tình em. Cứ coi như là mặc định là bà biết là tôi thương bà thôi. Thương. Bà biết tôi thương bà thôi. Tỏ tình là không có trong từ điển của em. Rồi, sống chung như thế nào? Lúc đầu là đi làm thì cái chỗ đó làm nhận em. Tại lúc đó em chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Này lúc đó bỏ học rồi, đâu có bằng cấp gì đâu. Nói với ông chủ là thôi thằng này thằng em. Nhận nó luôn đi. Thì giả danh hai chị em như vậy là 6 tháng. Đến khi mà bị phát hiện rồi thì ông chủ nói hai thằng bay lừa tao. Rồi thì em quen nhau được 4 năm. Nhưng mà hai đứa mà sống với nhau ở ngoài á, bắt đầu từ tách ly ra. Dạ. Là sống có sống thử với nhau đúng không? Dạ có. Và chắc chắn là cái lần đầu á là khi mà đến với ảnh là lúc đó là có nghĩa là giống như là một cuộc phiêu lưu hay là vì mình yêu mà mình chấp nhận cái chuyện đó. Giống như em chấp nhận. Em thử cảm giác. Dạ. Còn ảnh thì giống như rung. Em không rung nhưng mà ảnh rất là rung. Em bị tấn công đúng không? Dạ. Dạ luôn kìa. Tấn công mà không được. Bây giờ lại bị tấn công ngược lại thì đỡ không kịp. Gọi là đỡ không kịp. Tụi em ở chung với nhau là 4 năm. Dạ 4 năm. Đúng không? Ở trong 4 năm đó
cái chuyện tình cảm nó có trơn tru mọi thứ không hay là nó có sóng gió? Dạ nhiều sóng gió anh. Mà anh cực kỳ ghen. Trong 4 năm nó phải nói tốc độ cường độ anh ghen nhiều hơn yêu nữa. Tức là một tuần ghen mấy lần? Chỉ cần em đứng mà nói chuyện với người đàn ông là ghen rồi. Rồi có khi nào động tay động chân không? Dạ có. À, cũng nói chuyện bàn bạc công việc dậy rồi thì đến khi anh cảm thấy là anh nói em đứng lên nhưng mà em đang làm việc nhưng mà anh không, em không đứng lên được, phải xong cái công việc của em. Thì khi em đứng lên thì lập tức là anh cho em một chưởng. Là em té đập mặt xuống đất luôn. Wow. Là xô? Là... xô em hay là đánh em hay là như thế nào? Giống như dọc vậy đó. Nhưng mà cái sức đàn ông thì họ kìm lại. Nhưng mà cái sức của em thì nó ngã luôn. Em dập mặt xuống thì chảy máu miệng chứ. Sau đó như thế nào? Thì em bỏ luôn. Quyết định chia tay luôn. Bao lâu? Mấy là 3 tháng. Ừ, 3 tháng ít ạ. Ít rồi. 6-7 tháng. Tại sao lại quay lại? Khi bỏ em xong bắt đầu anh xa đọa. Anh đi chơi, anh lên Sài Gòn, anh đi lúp, anh đi bar, anh đi lắc rồi tùm lum. Anh cảm thấy là nếu mà bây giờ mình cứ buông anh như vậy chắc chắn anh sẽ xa lầy. Thì cũng cho anh thời gian để mà anh biết được là không có em thì anh sẽ như thế nào. Thì đến khi mà anh quyết định anh sửa được cái tính ghen đó thì em mới quay về. Rồi bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Quay lại chắc cả năm anh hả? Bác sĩ kêu cưới. À, bây giờ tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Hôm nay chính thức là 5 năm. Rồi sau khi cưới các em có gặp khó khăn gì không? Dạ khó khăn thì nhiều. Tại vì cưới xong á là hầu như là tiền sính lễ bên đàn gái á cho ba mẹ em hết. Vợ chồng em lúc đó là coi tài khoản thì chỉ còn có 12 triệu thôi. Mới nói chồng ơi giờ người ta cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ ông lẽ hai chồng sao? Thì chồng nói chơi luôn em. Đến khi về thì là còn có 2 triệu. Đó là không thể nào ở chung ba mẹ được. Tụi em mới quyết định là ra mướn phòng trọ. Tiền nhà đó là 1,6 triệu. Thì còn 400 ngàn. 400 ngàn lúc đó em đã bầu 5 tháng rồi. Thì không thể nào trở lại công việc quản lý nhà hàng nữa. Thì ông xã vẫn đi làm công việc bình thường mà lương đó của ảnh ít lắm. 400 ngàn này em sẽ đi mướn một xe nước mía. Em sẽ ra chợ đêm bán. Cứ 5 giờ chiều ra bán đến 10 giờ đêm. Chờ chống thương sao anh? Bán có buổi tối không mà cứ một đêm thu vô 1,000,000. Cứ chạy hoài đến khi em sanh em bé luôn. Rồi bắt đầu là em mở thêm một cái quán cơm nhỏ. Là cho tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Ồ, vậy đó hả? Hay quá. Bây giờ cuộc sống của hai em là coi như về mặt kinh tế là dạ, ổn rồi. Ổn định. Đúng dạ, không? Ổn định. Vậy thì nhân đây chúng ta khui tật xấu nhau luôn đó đi. Thấy không? Anh ấy có tật xấu gì không em? Anh thì ok lắm. Từ các việc nhà các thứ anh làm hết cho em. Thậm chí giặt đồ giặt đạc anh làm hết. Con cái anh chăm sóc, tắm rửa cho con hết, đi học. Nhưng mà bị một cái tật đó là lãng trí. Ví dụ như là em nói là anh ơi em thiếu bịch đường, anh chạy qua bên kia mua cho em bịch đường. Ok, chạy qua bóc điện thoại, bố ơi bố kêu anh mua gì? Em kêu anh mua cho em bịch đường. Ok, cúp máy chạy về. Bịch muối nè em. Trời ơi. Trời ơi. Em cố tình hay là em quên thiệt? Em quên thiệt. Hoặc là ví dụ em nói là anh ơi cái chị khách này công ty nè, chị đặt cái tiền này là 1,070,000. Ok vợ, chạy vô. Vợ bao nhiêu? 1,070,000. Ok vợ, tí đi về 1,000,000. Hỏi ủa 70,000 đâu? Ủa anh nhớ 1,000,000 mà. Trời sao? Còn thật xấu gì nữa không? Dạ anh còn á. Chồng em rất hiền. Tức là thích khoe. Khoe khoang. Ví dụ như vậy này, anh ơi bây giờ cái xe này nó nhỏ quá, em sẽ đổi một cái xe 7 chỗ lớn hơn để cho vợ chồng mình đi du lịch, bạn bè chở nó rộng. Nhưng mà chắc cuối năm em mới đổi được. Anh chọn đi, anh thích xe nào em sẽ cố gắng. Hai chồng mới bàn tối thôi. Sáng mở cửa ra, ê Thu tao nghe mày nói, nghe Nhật nói hôm nay mày đổi xe phải không? Mày nói sau là ở dưới nhà nội, ủa con chuẩn bị đổi xe hả Thu? Đó là ý như rằng là cả làng cả xóm biết hết. Dạ chưa tỏ mà ngõ đánh không à. Em cũng thật thà, em lại tưởng thiệt. Tưởng thiệt là ngày mai mua. Rồi giờ tới em đó Nhật. Kính thưa anh Quốc Cường, chị Hồng Vân và khán giả ở đây, hôm nay là em được phép nói xấu vợ em trên truyền hình và cho cả nước biết luôn. Mặt đỏ chưa kìa. Anh trông mong lắm anh trông mong lắm. Em trông mong tới ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ mới nói được. Rồi nói đi em. Nhất là Nói nhiều vô địch. Anh cứ nghĩ đi, kẹo sinh gôm đi mà anh em mình nhai hết ngọt là không ăn nữa. Đấy hết ngọt vẫn còn nhai là anh hiểu là bộ đồ ngủ á, mặc một tuần không giặt. Em nói em, bộ này anh thấy mà em mặc 5-6 ngày rồi. Chưa, mai mới là 7 ngày giặt thì sớm. Còn mà ngày nào mà em mà quên giặt đồ phơi á là ngày đó không có đồ mặc luôn. Đợi em thì chắc không bao giờ có đồ mặc. Còn gì nữa? Bây giờ kể ra đây ngại lắm. Cứ kể đi, không sao cả. Dạ. Bây giờ mọi người muốn nghe đúng không ạ? À, có cái tật hay thả bom. Thả bom? À,
Muốn là cái mùi thơm, mùi đặc biệt. Ví dụ đi một đám đông đi mà thả bom phát là em biết liền. Cứ như là quen mùi luôn đó mà. Quen mùi luôn, em biết vợ em rồi nhưng mà em đâu dám nói. Mình cũng giả vờ bơ bơ. Sống đây là 9 năm rồi. Mỗi lần mà anh cầu nhau em cái việc đó thì em chỉ nói câu là bây giờ vợ chửi thì phải nghe, vợ địt thì phải hửi. Bây giờ vợ địt mà không hửi thì ai hửi? Đôi lúc mà đang ngủ á, là miệng hả vậy nè, cái nước rải chạy ra. Em ơi, đập đập em ơi. Gì anh, nước rải kìa. Cái hút vô lại ngủ tiếp. Thôi em kể tới đây thôi. Tối... không dám kể nữa. Tức là còn đúng không? Dạ, nhưng mà tối về mới được ngủ chung với chủ. Chứ không phải đổi. Chứ không là ngủ ngoài đường. Kể nữa là tối không được ngủ chung với chủ. Dễ thương. Rồi bây giờ mong muốn bà chủ thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất thì cũng bớt nói lại. Bớt cằn nhằn lại. Thứ hai thì sạch sẽ hơn, thơm tho hơn tí. Tại vì lúc trước thì quen cũng thơm tho lắm. Mà sao về sau này sao càng ngày không thơm nữa. Mà lò bán quá mà. Đúng không? Còn em? Chung ảnh thì ok hết. Trong công việc ảnh tập trung hơn thôi là em mừng rồi. Hồi nãy em cũng nói luôn, trong từ điển của em là không có chữ tỏ tình. Thế nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Và đặc biệt là trên sân khấu này. Em có muốn nói, có muốn hành động gì với người chủ của mình hay không? Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Anh không có gì hơn thì chúc em càng ngày làm ăn càng phát đạt. Và tình yêu của anh dành cho em lúc nào cũng 100%. Chồng em là một cái gu mà không có lãng mạn. Thậm chí là khi kết hôn cũng vậy. Tham gia chương trình này là giống như là em nói với ảnh là để hấp hôn á. Mà nhiều khi cần cái lãng mạn thì ảnh không có. Nhưng mà đến ngày hôm nay chương trình thì ảnh nói được như vậy là em cảm thấy em xúc động. Vợ chồng em cảm ơn chương trình rất là nhiều và cảm ơn khán giả cũng rất là nhiều. Anh cũng cảm ơn hai bạn. Nói nghe nè, chồng em có duyên lắm á. Cái duyên ngầm của chồng em rất là ngầm luôn. Mà rất là duyên dáng luôn. Thì chị thấy là sao em không phát huy cái đó. Em phát huy cái đó để cho cái gọi là cuộc sống của vợ chồng em nó càng ngày càng thú vị. Tại vì em biết không, thực ra em đừng mong chồng em giống như những người chồng khác. Có nghĩa là cái kiểu đó, mà vì chồng em có một cái nét rất là riêng. Đó, thành ra là em tận hưởng cái nét riêng của chồng em. Cực kỳ duyên dáng. Mà nói câu nào là mắc cười câu đó. Chỉ có điều bây giờ em chỉ chịu khó em nói một số những cái từ ngữ. Đúng rồi. Nó hoa mỹ hơn một chút. Nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó say đắm hơn một chút với vợ em. Tại vì thực ra vợ em là một người phụ nữ quá giỏi. Mà gọi là hy sinh sức khỏe nè. Rồi nói chung là tuổi xuân này, nói chung tất cả mọi thứ để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Từ tay trắng mà làm nên như vậy là quá giỏi rồi. 400 ngàn mà bây giờ gầy dựng như vậy là quá tuyệt rồi. Đúng không? Cố gắng giữ gìn nhau nghe không? Không dám nói xấu nhiều, sợ chủ cho ngủ chơi. Đó, xin chúc cho em và người chủ của em sẽ luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, rồi. Cảm ơn em chị. Cảm ơn. Nhớ lên lương giọng nghe. Dạ. Mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị, nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Để nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái cần nhá cái tôi biết ai bảo cưới liền. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú. Năm nay em 33 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được
11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi, đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Vợ là phong độ. Vợ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu không mà vậy, em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Trà sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Đúng. Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah, yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8,5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng. Tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca nên là tính rủ vợ em đi xem, là 9:00 bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi, hâm he em, nói là mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2:00. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh, chứ không phải là đi lên. Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8,5, lớp sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Chắc chắn nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình với cô ấy? Dạ, tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. Rồi quen nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ. Đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm, là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng không biết nổi. Cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung do là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Bác sĩ nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá, cái tôi biết ai bảo cưới vậy. Dạ. Em mà lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là ê, dã man nghe cũng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên cô tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Để cho người ta nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên có chuyện xảy ra. Chỉ biết uống là mua vài chai đâu sao. Rượu gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy?
thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra coi sự việc của em tiến triển tới thế nào, còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy Bi? Trời chán dáng mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ thì em cũng tè le luôn anh ơi. Trời tè le là sao? Người phụ nữ ta kiểm tra ta còn biết có bị gì không, còn dạ. Ông kiểm tra ông biết cái gì? Trời em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ 12 giờ, còn em là ví dụ như là lên 12 giờ lên xuống 6 giờ, xuống hoài không lên được. Trời đất ơi, đủ cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác. Dạ. Coi cảm giác sợ, hoảng sợ, hoảng mang, hoang mang lắm. Tôi cũng sợ, chị cũng hoang mang, tại vì nghĩa là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á. Nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh rồi. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn rồi một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn, tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó xin nữa không? Dạ không. Đi một đứa đi về luôn. Không, lúc đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Rồi cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Và về với sự chứng kiến của em là giờ em muốn luôn. Sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng cái cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, chỉ có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải phiên. Không, tới tháng vẫn có luôn chị. Em vẫn có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, dạ ngán gì luôn. Ngán. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao này thấy mập mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung mẹ em còn biết nữa. Tại vì không có biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt anh lên huyết áp quá. Thì anh làm không nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận. Mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác nó quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3, kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn, dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc ra nha. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à? Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại có vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em không bao giờ quên chứ cả đời luôn đó. Em cứ ra em dò đầu bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói con nha, làm gì làm cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới giày rồi thôi cưới đi, giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ phải nói.
nói cho gia đình hai bên biết luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên? Gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, sau mà dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó, sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì một hồi ba bỏ đi. Thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là từ bụng nó lớn bụng nhanh như lỗi. Nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho bác hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này. Đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là giống như là ý muốn của xếp đặt đó, của trời đất vậy đó. Ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra. Thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó, bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi. Dạ. Quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là dập mặt nhau. Đó. Dạ. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút nè. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Thì anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộn, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi, không dơ luôn. Trời ơi. Tối, ngày nào em kêu, anh đi đánh răng rồi đi ngủ. Rồi xong, vô đánh răng, cái hàng hồi, em, anh đi xuống dưới lầu, anh uống nước, anh lên nha. Là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai. Em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu. Và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn. Là bài ra. Bài ra còn nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa. Bừa bãi đó, gọi là bừa bộn. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mấy lần câu. Anh đi ăn đó không? Đi liền.
rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi, ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon, nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập, muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Cái này lạ kỳ vậy ta. Mày có biết là ói mệt lắm không? Dạ không, khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm, ọ cái hết trơn. Thôi 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 thôi. Có gì nữa không? Có nhiêu đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết. Chỉ con cái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay chọt vô đây, đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy, em hỏi gì trời vậy ơi, em? Còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Đó là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta, cái bệnh gọi là 10 giờ rưỡi đi làm rất là mệt, tối về chỉ muốn là ngủ sớm, hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ là hay khiều khiều chọt chọt em, chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu nổi đâu, khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10 rưỡi. Tú 10 rưỡi. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu, cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên rồi ôm em ngủ đâu có được đâu, phải hoạt động. Dạ đúng rồi. Lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng sâm nhung bổ thận nè. Dạ em hy vọng vậy. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Trời ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh, trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé. Anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ anh nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô luôn đi, là lấy là không được. Dạ. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Thay mặt, coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ. Sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử, dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm dạ. Mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À, sao sao mình tâm. Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết á, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Ờ nhiều khi nó mượn nó cho luôn à. Cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. Xin chào hai bạn. À, hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Thì em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bệnh nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để em trước. Và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen nhau hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Thì trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói, thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ không có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là có chị anh nói dạ nó trắng á.
thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em là bạn gái anh đi. Vậy đi ha, chứ đừng có chịu đó. Là các bạn quen nhau. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ. sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó là vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huề. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á, rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ, có một lần. 6 tháng sau. À. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh, em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này. Và chị anh này có chở thêm một cô nữa. Wow. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em. Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đó, đó. Đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện dạ. quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á. Thì em còn thương vợ em nhiều á, cho nên em cũng muốn thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó. Là quay trở lại. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À. Sao sống mình tò mò. 4 năm rồi. Lấy. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn. Có. Vui có buồn có mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á, là do chị em lấy chồng. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có, ảnh với anh trai em bàn cái hạt gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em cứ lấy cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, em hơi thật một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Ê ê. À. Xong bắt đầu mắt gian gian á. Gian mà gian. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Dạ. Nó như thế nào? Tò mò đó. Nó cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. À. Dạ. Vợ em cũng vậy. Đó thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á, cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5 6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Để cho vợ nói trước đi. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi, ở dơ. Cùa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn, có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đắt á. Do lại
thành viên viên cần thơ. Thuốc tệ đó, do là thuốc tệ đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em không tưởng tượng được luôn á, là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục ở dơ. Rồi còn gì? Cái nữa là hồi hộp lắm anh chị. Dạ, không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết, rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này lục lọi cái kia cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á, mượn xe cho mượn, rồi dễ mượn tiền dãi, chứ không phải dễ cho mượn, mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn, kiểu như sao cũng được hết á, giống như em lo hết phần của ổng hay sao đó. Nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi mượn nó cho luôn lắm đó nha. Đó hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm, mê game trùm luôn anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Coi nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ. Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ chậm. Có làm cho vợ buồn? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không mê. Thôi nói gì nữa. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát. Đúng, em. Đúng, chơi để coi thử anh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá, mà lo luôn phần của em, với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn cậu nhau dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B việc C, mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A việc C, dạng vậy, cứ nhắc liên tục vậy đó. Là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Liên hồi luôn. Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có luôn. Năng lượng dồi dào. Em hết rồi mà anh cứ hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9:30. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, có 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet nói rồi, hoài luôn. Nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó, là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm. Giống như là bị sang chấn tâm lý luôn. Vì là cái, có khi nào mà lên tận ổ ôi, dạ, lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại vì cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm. Nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền, để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm. Tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng. Và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn nha. Thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu? Kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi. Giờ là đỡ, giờ là đỡ rồi. 10, dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi. Giờ radar đầy công ty luôn đó. Là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói cho Adam cho em lên công ty anh chơi chút. Đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á, phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á, là ông bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhau đi xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Sao hết. À, thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ bớt cằn nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó. Dạ. Bớt dễ dãi đi. Dạ. Đúng không? Khó lại chút xíu. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự hoàn thiện. Dạ. Đó, để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy anh Minh chúc đi kìa. Tôi xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc, và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ.